Hậu phẫu ngày có thi luôn không? Rồi. Bệnh nhân nữ 76 tuổi, hậu phẫu ngày thứ 15 là mổ là cắt bán phần dạ dày dưới do ca hang vị. Mức độ phân đều độ T men là T4 là 1 và M2. Đó thứ hai là M2 là sao? Đó có M2. Chỉ có M0 với M1 hoặc là MX. MX là chưa biết, đúng chưa, chưa rõ. M0 là không có, M1 là có ha, không có M2 rồi. Thế này là hôm nay chẩn đoán, thế là chẩn đoán sau mổ. Rồi là hôm nay em khám được là ca dạ dày cắt bán phần dưới. Rồi. Thầy chưa có đủ, cắt xong rồi làm cái gì nữa, nói phương pháp nào? Kiểu nối đấy nó stapler là nối vị tràng. Nối ông này là đây là nối dạ dày với lại đạn đầu tiên. Cái nối bằng stapler hay nối bằng tay nó không ảnh hưởng gì đến kết quả hết ấy. Nối, yeah. Nối từ từ để ta nối xong đã, cái gì lục đó lục chộp. Nha, thầy muốn biết là nối kiểu nào. Tại vì cái kiểu nối á, hiểu không? Cái kiểu nối nó sẽ ảnh hưởng đến cái diễn tiến, cái biến chứng xảy ra sau mổ. Nắm được chưa? Cắt dạ dày, cắt bắn phần dạ dày do ca thì nối kiểu nào? Thầy là B2 hay B1? B2 rồi B2 giờ nó kiểu nào nè? Thầy nối B2 là nối kiểu là bây giờ B2 trong mấy cái B2 đó nó kiểu nào? Nối với lại cái quai đầu tiên của xe. Nối nguyên một cái miệng dạ dày luôn hay có đóng bớt lại không? Không, nối nguyên cái quai, đưa một cái quai lên hay là cắt ra nối kiểu ruan y? Đưa cái quai lên xong mình nối lại. Đưa cái quai lên rồi sao ruan y? Đưa nguyên cái quai lên nối vô luôn. Có nối hai chân ngoài không? Đấy, ẩn. Rồi gì nữa? Đã biết mấy cái đó để sau này trong quá trình hậu phẫu có những cái diễn tiến gì thì nó sẽ ảnh hưởng, tại cái những phương pháp mổ đấy nó sẽ ảnh hưởng đến cái diễn tiến, đến cái biến chứng xảy ra sau mổ. Rồi gì nữa? Hôm nay khám là bụng vết thương là đã cắt chỉ làm tốt, ấn là bụng mềm, ấn không đau. Bệnh nhân ăn thì còn cảm giác ấn thấy nhợn nhợn của phòng. Tiêu tiểu là bình thường, lâu ngày tiêu phân một lần. Bệnh nhân không có sốt và bệnh nhân là bị một cái là hậu phẫu ngày thứ hai là bệnh nhân bị viêm phổi, đưa xuống nội hô hấp điều trị phổi, điều trị về bây giờ điều trị về mặt sinh dục cho bệnh nhân tốt. Điều như này có vấn đề gì? Tự nhiên nằm đây 14 ngày, lý do sao nha, mổ cắt dạ dày phải nằm tới 14 ngày chưa xuất viện. Theo dõi cái biến chứng sau mổ là xem bệnh nhân có bị cái hội chứng doping hoặc là cái hội chứng quay đến hoặc là hội chứng quay đến. Nghe anh này hẳn rồi nè, hai lần được điểm 10, lần thứ ba hẳn liền. Có mắc mới gì nữa cho bệnh nhân nằm bệnh viện để theo dõi có nó có doping không, cũng quay đến hay không, doping quay đến thì mà nó xảy ra một thời gian sau. Nắm được chưa? Hội chứng doping, hội chứng quay đến là nó phải xảy ra một thời gian dài, một vài tuần sau mổ, chứ không có trường hợp nào mà xảy ra ngay hết á. Nhất là hội chứng doping. Thứ hai nữa là hội chứng quay đến thì nếu nó xảy ra sớm chứng tỏ là nó bị nghẹt cấp tính, cái quay đến trong trường hợp đấy nó nổ luôn á, tràn nó nổ luôn. Cho nên hai cái hội chứng đấy là hai cái biến chứng mãn, hai cái di chứng của cái phẫu thuật nối dạ dày với ruột non. Cắt dạ dày và nối với ruột non. Cái hậu phẫu không có hai biến chứng đấy. Thế bây giờ hậu phẫu cắt dạ dày có biến chứng gì? Nói là nghe rồi. Thầy là bị xì miệng. Rồi. Thầy bệnh nhân này rút dẫn luôn là nội hô hấp. Không được, nó chung chung quá, mổ đường tiêu hóa thì chảy máu, xì miệng nó là chung chung quá. Cắt dạ dày thì biến chứng đầu tiên là gì, là xì mổ tá tràng. Thứ hai nữa là viêm tụy cấp, tại vì cái quá trình mổ nó đụng chạm đến cái vùng mổ tá tràng, đụng chạm đến cái mô tụy đấy. Không được chưa? Thứ ba đó là gì, là chảy máu miệng nối. Nhớ cái miệng nối rất là lớn, cái dạ dày mạch máu nuôi nó nhiều lắm, cho nên mình không khéo là nó sẽ chảy máu miệng nối. Nhá, còn biến chứng xì giò này nó là nó chung quá. Nhá, thầy muốn biết lý do tại sao bệnh nhân này 14 ngày còn nằm đây, giải quyết được thì qua, nếu không thì là chưa qua. Thầy là
Lý do sao 14 ngày còn nằm viện? Thứ hai là mặt trên giữa bệnh nhân yếu. Mấy ngày hôm nay hay tỉnh táo, còn trước lại thấy là hôm nay không thông lắm. Thôi, chưa chuẩn bị kỹ. Hôm nay cho ông hấp có thể thấy cũng hơi ngại. Đã lên live show, live stream rồi đó. 6 điểm. 6 điểm cả hai luôn đấy. Ông cho lựa cái bệnh gì mà mình phải cái lựa cái bệnh nào thật là ấn tượng thì mình giải quyết nó cho cũng ấn tượng luôn thì mới đạt điểm cao. Chứ còn nếu đề như thế không có làm bật lên được cũng điểm nhấn nào hết. Không có trả lời được câu hỏi của thầy tại sao 14 ngày con nằm trong đây. Vậy như hậu phẫu bụng là 5 ngày 7 ngày cho xuất viện rồi. Như vậy vấn đề bên trên này là cái gì? Em nói vấn đề là theo dõi dumping, theo dõi họ chứ quan đến là qua con sao? Nha, rồi nói là ăn uống không được. Nha, đây là khoa ngoại chứ không phải là khoa điều dưỡng. Hiểu vấn đề chưa? Có thể nói ví dụ như khi bệnh nhân bị theo dõi cái bán thắt ruột, theo dõi cái mà hẹp miệng nối thì quả mai còn nằm đây để loại trừ những nguyên nhân ngoại khoa đấy. Ha, rồi 6, cả hai luôn. Đồng ý không? Rồi tôi vừa đòi xem mổ cùng mổ gì? Rồi em xem mổ được 2 cái. Một cái là cắt đúng rồi. Rồi, cộng thêm 2 tuần này là 8.